Nhà em anh Tùng ơi, à không phải với anh nhà em. Mấy cái quá ông cái điện thoại ban giảm thứ phẩm là cái gì tham gia hát lợi gì tham gia hát lợi gì gì hàng nào mà nhà em anh ạ à. Anh hát ạ à. Hàng nào này cái điện thoại giúp phẩm là gì hát lắm chứ ấy thì ờ cho nó thấy vớ đó mấy cái này nhá mấy thằng hát lợi đây hàng lâm là chết rồi, hàng lâm là gì kiểu họ đấy, mình qua mình cảm thấy hết nhất đấy, đâu phải có sắc làm quét nhà thôi anh ạ, quét nhà Tết đi. Quét nhà an va trẻ con. Hello Dũng ơi, sao đây bạn đang làm ở đâu đây? Công vẫn công ty à? Làm lễ nhà mình Hoan ơi. Vâng chị ơi, chị thêm vào nhà mình chị ạ. Cả mo làm lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.